trong văn hóa Trung Hoa, Gia Cát Lượng là bậc quân sư lỗi lạc, đại tài khiến đời đời thán phục. Đến nay những lời tiên tri ông để lại cho hậu thế vẫn là bí ẩn chưa giải mã hết. Theo thuộc chí, tài liệu được cho là chính xác nhất về Gia Cát Lượng, ông vốn là người lang nha Dương Độ. Trong văn hóa Trung Hoa, Gia Cát Lượng là bậc quân sư lỗi lạc, đại tài khiến đời đời thán phục. Đến nay những lời tiên tri ông để lại cho hậu thế vẫn là bí ẩn chưa giải mã hết tài năng của khổng minh đâu chỉ dừng ở những lĩnh vực ấy với người trung quốc gia cát lượng còn là nhà tiên tri vô cùng vĩ đại ông được mệnh danh là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý có tài tiên đoán mọi việc cực chuẩn xác không chỉ có tài tính toán sau màn trướng gia cát khổng minh còn có thể bấm tay bói toán am hiểu và giỏi thuật chiêm tinh xem phong thủy đoán trước được tương lai đương thời ông từng đưa ra ba tiên tri cả ba đều chuẩn xác trong đó lời tiên tri cuối cùng đã ứng nghiệm hơn 2.000 năm sau vậy đó là những tiên tri nào xin mời quý vị cùng theo dõi trong video sau đây nhé bí ẩn lời tiên tri chính xác đến sợ người của gia cát lượng 2.000 năm sau đều ứng nghiệm gia cát lượng sinh năm 181 mất năm 234 tự là khổng minh hiệu là ngoại long ông là quân sư kiệt xuất của lưu bị nước thục thời hậu hán gia cát lượng quê ở dương đô thuộc huyện nghi nam tỉnh sơn đông trung quốc gia cát lượng vô cùng hiếu học ông đọc đủ loại sách vở và tầm sư học đạo khắp nơi kinh dịch được ông nghiên cứu khá nhiều sau đó kết hợp với chu dịch của chu văn vương cơ sương thời nhà chu để sáng tạo ra gia cát thần toán sách về xem bói vẫn dương nguyên giá trị đến tận ngày nay. Lời tin chích đầu tiên theo ghi chép trong Tam Quốc chí vào những năm đầu kiến an gia cát lượng cùng những người bạn từ thứ thạch nghiễm nguyên mạnh công uy đi học xa nhà ở kinh châu. Gia cát lượng khi đó còn trẻ tuổi nhưng đã bộc lộ tài năng xuất chúng so với những người đồng trang lứa. Bạn bè ông ai cũng chăm chỉ học hành chỉ có ông là ôn bài qua loa. Thực ra, Gia Cát Lượng đã biết rõ đường quan lộ của các bạn mình. Ông nói với họ rằng sau này cả ba sẽ có thể bước vào con đường khoa bảng. Tuy nhiên, xem số làm quan của ba huynh, các huynh chỉ có thể làm tới thứ sử quận thú. Ông nói, một người trong số họ hỏi khổng minh sau này có làm quan không? Lúc ấy, ông chỉ mỉm cười đáp lại chứ không nói thêm lời nào. Thời gian trôi qua, khi những người bạn năm nào đã trưởng thành, quả thực Họ đều lần lượt làm quan nhưng lại không phải những vị trí quan trọng đúng như lời Khổng Minh nói. Từ thứ làm quan tới ngự sử trúc thừa. Mạnh công uy làm chức thứ sử Lương Châu. Sau khi Thạch Nghiễm Nguyên quy phục Tào Tháo, ông làm quan lên tới chức quận thú. Còn về Gia Cát Lượng, ông đã ba lần được Lưu Bị mời xuống núi, cuối cùng trở thành tể tướng Thục Hán. Lời tiên tri thứ hai là một bậc anh tài xưa nay hiếm. Nhiều người chắc chắn rằng con cái của Gia Cát Lượng sẽ được thừa hưởng sự xuất chúng của cha mình. Thế nhưng ai nấy đều rất ngạc nhiên khi ông nói về cậu con trai trưởng Gia Cát Chiêm. Đứa trẻ này cuộc sống về sau vô cùng tâm thương, không thể làm nên đại sự. Trong lá thư viết cho anh trai là Gia Cát Cần, ông cũng nói rằng Gia Cát Chiêm năm nay đã 8 tuổi Tuy rằng rất thông minh dễ thương Nhưng nó trưởng thành quá sớm E rằng sẽ không thành nhân tài Lúc đó người đời đều cho rằng Khổng Minh chỉ đang khiêm tốn Hoặc cho rằng ông đối với con trai quá nghiêm khắc Vậy mà sau này lời tiên tri này lại đúng với con trai của Gia Cát Lượng Gia Cát Chiêm khi còn nhỏ quả thực đã rất xuất chúng Hơn xa những đứa trẻ cùng trang lứa Tuy nhiên sau này, khi Khổng Minh ốm bệnh qua đời, con trai ông tiếp tục làm việc cho Thục khán. Vào mùa thu năm Viêm Hưng thứ nhất, năm 263, Tư Mã Chiêu, đại tướng quân của Tào Ngụy, lập kế hoạch tấn công quy mô lớn vào nước Thục, chạm trán Gia Cát Chiêm ở Phổ Thành và Miên Trúc. Vì sự do dự thiếu quyết đoán của Gia Cát Chiêm nên đặng ngải đánh thẳng một mạch dù có hết sức chống cự nhưng cuối cùng cả gia cát chiêm con trai gia cát thượng và các binh lính đều tử trận không lâu sau đặng ngài đến thành đô liêu thiện đầu hàng thục hán diệt vong lần này lời tiên đoán của khổng minh lại một lần nữa được nghiệm chứng lời tiên tri thứ ba khổng minh từng bảy lần giao đấu với mạnh hoạch và đều toàn thắng sự kiện này được dân gian gọi là thất cầm mạnh hoạch tức bảy lần bắt bảy lần tha mạng nhiều sự liệu ghi chép rằng vào tháng 5 năm 225, Sa Cát Lượng từng dẫn quân tiến qua vùng rừng núi hiểm trở, vượt sông Kim Sa đến gần được quận Ích Châu. Trong thời gian đó, ông Khải bị thuộc hạ của Cao Định giết chết. Mạnh Hoạch thay thế ông Khải trở thành thủ lĩnh quân đội dậy. Biết Mạnh Hoạch là một tướng tai và có ảnh hưởng sâu rộng ở vùng Nam Trung, nên Sa Cát Lượng hạ lệnh quân đội chỉ được phép bắt sống người này trong trận giao tranh với quân Thục Hán, Mạnh Hoạch bị bắt sống nhưng Gia Cát Lượng khi ấy tha mạng cho ông. Không những vậy, Khổng Minh còn bày tiệc khoan đái nhằm khiến Mạnh Hoạch đầu hàng và quay sang làm việc cho nhà Thục Hán. Tuy nhiên điều này không khiến cho Mạnh Hoạch thay đổi. Sự việc Mạnh Hoạch bị bắt lặp lại thêm nhiều lần nữa cho đến khi được thả sau lần thứ bảy bị bắt con người này nhận thấy vị quân sư nhà thục hán là một người phi thường nên quy thuận nhà thục hán và dốc sức pho tá ra cát lượng kể từ khi mạnh hoạch được ra cát lượng thu phục các thế lực phản loạn ở nam trung lần lượt đầu hàng để từng nhớ cuộc chiến ông đã viết nên một bia ký nội dung vạn tuế chi hậu thắng ngã giả quá thử có nghĩa là vạn quân năm sau sẽ có người tài giỏi hơn ông đi qua nơi từng xảy ra trận chiến này Câu chuyện chìm vào quên lãng cho đến thời nhà Tùy Đường có một vị tướng quân xuất chúng đi ngang qua nơi này. Khi nhìn thấy tấm bia, ông thực sự bàng hoàng khi thấy dòng chữ trên tấm bia Vạn Tuế quá thử. Tên của vị tướng quân ấy cũng chính là Sử Vạn Tuế. Hóa ra Vạn Tuế mà gia Cát lượng đề trên bia đá là chỉ tướng quân Sử Vạn Tuế này. Vạn Tuế đi qua nơi này, vạn năm sau có người đi qua nơi này. Quả thực tiên đoán này của gia Cát lượng đã chính xác sau 300 năm. Những lời tiên tri chuẩn xác của Gia Cát Lượng nhắc đến kỳ tài liệu sự như thần của Gia Cát Lượng, dân gian Trung Quốc vẫn truyền tụng một câu chuyện thú vị. Trước khi chết, Gia Cát Lượng dặn dò con cháu rằng sau khi ta chết, trong số các con sẽ gặp phải đại họa chết người. Tới lúc ấy, hãy dỡ nhà, lấy từ trong tường ra một bọc giấy, trong đó sẽ có cách cứu mạng. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Tư Mã viêm được lên ngôi hoàng đế, nghe tin có một vị tướng quân nhà hậu thế của Gia Cát Lượng trong số các quan quân triều đình. Viêm nghĩ ra cách trừng trị kẻ này. Một ngày nọ, Tư Mã Viêm tìm cớ xử tội chết một viên tướng của nhà Gia Cát. Trên kim điện, Viêm hỏi, trước khi chết, tổ phụ của ngươi đã nói gì? Ông đã thật tâm chuyện đạn lại đến vua toàn bộ những gì mà Gia Cát Lượng đã dặn dò. Nghe vậy, Viêm ra lệnh cho quân lính phá nhà và lấy giấy bọc ra coi. Bên trong chỉ là một phong thư dán kín. Bên trên có viết Ngô Hoàng Nhị Khai ý chỉ Hoàng Thượng mới mở ra xem. Những binh sĩ dâng thư cho nhà vua. Trong thư có mấy chữ xin lùi ba bước. Viêm làm theo ngay lập tức. Vừa đứng yên thì nghe một tiếng rầm. Chiếc xà rơi thẳng xuống chỗ tọa của vua làm bàn ghế vỡ tan tành viêm thấy thế vừa sợ vừa lạnh người rồi sau đó đọc tiếp những dòng ở cuối thư ta cứu mạng người người hãy giữ lại mạng sống cho con cháu ta nhiều binh lính được cứu mạng sống qua lời tiên tri của gia cát lượng sau khi đọc thư tư mã viêm thầm thán phục tài tiên đoán của gia cát lượng sau đó bèn hạ lệnh phục chức cho vị tướng quân này theo bách khoa toàn thư mở khổng minh đột ngột lâm bệnh nặng khi đi kỳ sơn lần thứ sáu biết đời mình sắp hết, ông cho gọi tướng tài là Khương Duy đến truyền 24 thiên sách binh thư. Gia Cát Lượng cũng cẩn thận căn dặn những tướng quân phải cảnh giác cao độ, đề phòng quân ngụy tấn công. Ngụy Diên trở mặt phản bội rồi bày kế đối phó. Quả thật, tất cả những lo lắng và dự đoán của ông trước khi chết đã trở thành sự thật. Ngụy Diên trở mặt mưu phản, nhưng vì nghe lời cố vấn quân sự, má đại đã chém Diên chết lại nữa khi tư mã ý gọi quân đến đánh bên thục đã đẩy một chiếc xe của khổng minh bằng gỗ ra trận khiến ý hoảng sợ rồi bỏ chạy nhờ vậy quân thục đã được an toàn tính mạng rút về thành đô thêm lần nữa tài dự đoán hơn người của gia cát lượng đã cứu mạng sống nhiều binh lính và cứu thế cho toàn bộ triều đại để tưởng nhớ công lao to lớn của ông dân gian có câu gia cát chết vẫn đuổi được trọng đạt sống lời tiên tri của Gia Cát Lượng về vận mệnh của Trung Quốc nghìn năm trước. Mã Tiền Khóa được xem là tác phẩm xuất sắc của Gia Cát Lượng. Tương truyền vị quân sư này trong lúc nhàn rỗi, việc điều quân đã hoàn thành. Mã Tiền Khóa với những lời dự đoán như thần về những việc trọng đại ở thiên hạ. Nếu giải nghĩa về mặt từ ngữ thì Mã Tiền Khóa là nói đến việc gieo quẻ bói trước ngựa theo chiêm nghiệm của hậu thế những lời tiên đoán ở những khóa học của gia cát lượng là cực kỳ linh nghiệm và chính xác ví như khóa đầu tiên vô lực hồi thiên cúc cung tận tụy âm cư dương phất bát thiên nữ quỷ nhiều quan điểm đã cho rằng khóa này là lời dự đoán về bản thân gia cát lượng và thế giới thời tam quốc sớm biết vận mệnh của nhà hán đã đến lúc tàn mọi cố gắng đều chỉ lực bất tòng tâm nhưng ông vẫn một lòng phò tá thục hán, không phản bội tình nghĩa với Lưu Bị. Dự ngôn là lời tiên tri mà các bậc cao nhân thánh giả để lại cho hậu thế. Có người thắc mắc, đã là tương lai thì sao có thể đoán trước được? Nhưng hãy thử tưởng tượng nếu như một quyển sách có thể tiên đoán chính xác sự thay chiều đổi đại trước đó cả ngàn năm, thì điều gì sẽ xảy ra? Có người hồ hởi nâng niu cuốn sách ấy như vật báu nhưng lại cũng có người tim đập chân run mất ăn mất ngủ muốn từ bỏ cuốn sách đi mới có thể yên tâm và đó chính là vận mệnh của sách tiên tri thôi bối đổ hậu thế chỉ ra rằng thôi bối đổ là trước tác của lý thuần phong vì khả năng dự đoán chính xác một cách kỳ lạ nên vào thời bắc tống đã bị tống thái tổ liệt vào sách cấm nhưng vẫn không ngăn được người người nhà nhà cất dấu sách như cất dấu báu phật cuối cùng triều đình cho đảo lộn trật tự các quẻ tượng rồi lưu truyền trong dân gian khiến đúng sai lẫn lộn thật giả bất phân Thế nhưng, nguồn gốc sâu xa hơn của thôi bối đồ vẫn còn là một ẩn đố lịch sử mà hậu nhân không thể lý giải. Bất ngờ hơn nữa, điều đó còn liên quan đến một nhân vật sống trước thời đại của Lý Thuần Phong những 400 năm, đó là Gia Cát Lượng những bí ẩn đằng sau câu chuyện ấy mãi cho đến gần đây mới được tiết lộ bởi Thánh Xuyên, một cao nhân đã từng nhiều năm tu luyện Phật Pháp. Thần kỳ gia cắt lượng người đời nào ai hay, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Hơn 1.700 năm nay, các bậc đế vương, quan tướng, nhân văn, mặc khách đều ngợi ca gia cắt lượng các tiểu thuyết, các vở kịch cận đại đều miêu tả Gia Cát Lượng như một hiện thân của trí tuệ, một thần nhân giỏi bấm độn tính toán, một tấm gương mẫu mực về đạo đức trung trinh đại nghĩa. Gia Cát Lượng đã trở thành nhân vật mà người đời sau ai ai cũng biết đến. Những điển cố, thành ngữ, chuyên kỳ, ngạn ngữ, hí kịch liên quan đến ông được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Chỉ riêng hí kịch đã có hơn 500 vở, chỉ những người không tin dự ngôn mới hạ thấp nó xuống thành gia cắt dự hoặc là sau khi sự tình xảy ra rồi mới giải thích được họ gọi đó là mã hậu khóa bởi vì ai ai cũng biết rằng gia cát lượng rất giỏi tính toán có thể biết trước sự việc sau này gia cát lượng có thật sự thần thánh như vậy không ngày nay những học giả nhấn mạnh về khoa học đều cho rằng gia cát lượng được miêu tả ngày càng thần thánh hóa Họ cho rằng gia cát lượng trong lịch sử biết xem thiên tượng, điều này không sai bởi sử sách đều có ghi chứng cứ. Gia cát lượng văn phong bay bổng, điều này quả không sai, có rất nhiều tác phẩm mới nổi tiếng đã lưu truyền hậu thế. Gia cát lượng biết xem quẻ, điều này cũng không sai, nhưng không có gì thần cả, chỉ là tiểu thuyết và truyền thuyết đã thần thánh hóa ông mà thôi tài trí và năng lực của Gia Cát Khổng Minh, ngoài một phần ít ỏi trong sử sách ra, còn có rất nhiều điều chưa được ghi chép, mà chỉ được lưu truyền trong dân gian. Bát trận đồ tàng ẩn quỷ thần, trời đã định hùng trí bất thành. Công lớn chia tam quốc, danh cao bát trận đồ. Sông chảy đá chẳng truyền, hận không nuốt được ngô. Bài thơ bát trận đồ của Đỗ Phủ đã miêu tả di tích bát trận đồ ở Ngư Phúc Phố năm xưa. Bát trận đồ ở bên sông Trường Giang tại huyện Phụng Chiết, thành phố Trùng Khánh đã được bày ở đó 1.700 năm. Mãi cho đến năm 1964 thì bị tháo dỡ đi mất. Đó có phải là bát trận đồ của Gia Cát Lượng không? Hậu thế không một ai biết được. Tam Quốc diễn nghĩa biết rằng bát trận đồ này đã vây chặt khiến lục tốn đại đô đốc của ba đạo quân Đông Ngô phải sợ hãi tháo chạy có người nói bát trận đồ của Gia Cát Lượng không có gì là thần kỳ cả, chỉ là một trận đồ bát quái. Các học giả hiện đại lại càng coi đó là kiểu giàn trận bình thường. Còn về tài năng quân sự của Gia Cát Lượng, từ xưa đến nay, người ta đều cho là không bằng tư mã ý. Nhận thức như thế này cũng không tránh được hậu nhân, bởi đó đều là di chứng do các ngụy sử tạo ra ngụy sự ở đây không phải hoàn toàn là đều giả dối mà là sự ngụy trang thêm bớt của con người nhằm che đậy lịch sử chữ ngụy gồm chữ nhân và chữ vi nghĩa là con người làm ra người đời đã làm ra tại sao nói như vậy hãy xem thời tam quốc phân tranh hỗn loạn có ai muốn miêu tả ra các lượng tích cực không cả ba nước ngụy thục ngô đều bị triều tấn diệt Sách Tam Quốc Chí viết vào thời Tấn, cần phải xem trọng thể diện gia tộc hoàng nhất Tư Mã, nên đương nhiên là đã có sửa đổi. Do đó, tác giả có phần đề cao Tư Mã ý mà không dám ngợi ca Gia Cát Lượng. Trong khi đó, sử liệu của nước Ngụy và Ngô thời Tam Quốc vì để tăng trí khí cho mình nên một cách tự nhiên cũng không đưa tả nhiều về ánh hào quang của Gia Cát Lượng còn nước thục dưới ý chỉ của Lưu Bị đã không đặt ra chức sử quan. Bản thân Gia Cát Lượng vốn là người khiêm tốn, xưa nay chưa bao giờ khoe công khoe tài. Do đó, rất nhiều câu chuyện liên quan đến Gia Cát Lượng chỉ có thể tìm thấy trong những truyền thuyết lưu truyền trong dân gian. Bát trận đồ, từ cái tên có thể suy ra là trận đồ, bay theo hình dạng bát quái. Đây là cách hiểu của đại đa số chúng ta. Hiện nay rất nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng đề cập đến lỗ sâu và điều gì sẽ xảy ra khi vô ý vượt xuyên qua nó. Ở một vị trí đặc định, theo một quy tắc nhất định bày ra các vật có tử tính, sau đó dùng một loại sóng âm có tần số cố định, người ta có thể nhìn thấy không gian bốn chiều. Nếu đối ứng như thế thì bắt trận đồ bề ngoài tuy có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại uy lực vô cùng. Nếu được gia trì nhờ chú ngữ và thần thông của người tu đạo Chẳng phải trận đấu ấy sẽ khiến sự việc xảy ra trước mắt lục tốn và quân đội đông ngô biến đổi. Ví dụ như không gian dịch chuyển, núi non đường xá không ngừng biến đổi, mốc chỉ đường không cánh mà bay, giống như quỷ đánh tường, khiến người ta mê mờ lạc lối trong bắt quái trận đồ là điều quá đơn giản. Còn bát trận đồ cổ đại ở Ngư Phúc Phố không phải do Gia Cát Lượng thiết lập mà là các tướng sĩ đất thục Năm xưa, căn cứ vào trí nhớ mà phục dựng lại mô hình bát trận đồ. Vậy bát trận đồ chân chính nằm ở đâu? Trước khi Gia Cát Lượng rời Kinh Châu về Thành Đô, trên đường vào đất Thục khi đi qua những ngọn núi lớn, ông đã dựa vào địa hình sông núi mà bày ra trận đồ. Đó chính là hộ pháp hình con rồng mà Gia Cát Lượng tu luyện được. Nằm giữa những đỉnh hiểm trở của dãy núi Tung Sơn trùng điệp, người đời vẫn gọi khổng minh là ngọa long, nghĩa là rồng nằm nhưng không mấy ai hiểu được ẩn ý sâu xa đằng sau đạo hiệu ấy. Gia Cát Lượng hữu ý, dựng sắn bắt trận đồ ở đó, đợi đến 10 năm sau khi Lưu Bị binh bại đến đây. Chính trận đồ này đã cứu mạng ông. Bối cảnh lúc ấy là khi Lưu Bị đem quân đi chinh phạt ngô, bị lục tốn đất Giang Đông phóng hỏa thiêu doanh trại liên hoàn. Lưu Bị binh bại chạy vào trận đồ mà Gia Cát Lượng đã hữu ý để chúa công đi qua. Đợi đến khi đại quân của Lục Tốn xông vào, Gia Cát Lượng thân ở thành đô đã khởi động bát trận đồ. Con rồng lớn cuốn mình, đầu vào đuôi cùng xoay vần, vây chặt 10 vạn binh mã của Đông Ngô vào trong. Bát trận đồ không những có thể điều động âm binh tác chiến mà lợi hại hơn nó còn có thể khống chế tư tưởng của con người. Giữa trời đất âm u mịt mù, binh mã quân Đông Ngô đã tự tàn sát nhau, lục tốn thông lĩnh 10 vạn tinh binh Giang Đông không đem theo vật tư vũ khí nặng mà chỉ trang bị gọn nhẹ để đuổi theo lưu bị. Nhưng vì tư duy của họ bị khống chế trong bắt trận đồ nên toàn bộ binh mã cứ thế xoay tròn tán loạn mãi không tìm được đường xa. Ngày nay, có một số người bẩm sinh đã khai mở thiên mục, nhưng vào thời cổ đại, số người có mắt âm dương cũng không hề nhỏ. Trong 10 vạn quân của lục tốn, rất nhiều người ban ngày nhìn thấy âm binh dị linh, ban đêm nhìn thấy vong hồn quỷ quái. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều hoảng sợ mất mật. Tam Quốc diễn nghĩa kể rằng, nhạc phụ của Gia Cát Lượng đã cứu lục tốn ra khỏi trận đồ. Nhưng điều này không thực tế, bởi ngoài Gia Cát Lượng ra thì không ai có thể phá giải được bát trận đồ. Hơn nữa, nhạc phụ của Gia Cát Lượng cũng không có phép thuật thần thông gì còn có thuyết nói rằng trước gia cát lượng mấy trăm năm chính tại nơi trận đồ bát quái này đã từng có quỷ thần tu luyện tục ngữ nói rồng mạnh chẳng ép rắn đất tương sinh tương khắc chính là đạo lý cũng là điều thuận với thiên ý thế là mười vạn binh mã được quỷ thần dẫn theo đường cũ mà trở về gia cát lượng biết đây là ý trời nên cũng không ngăn cản mà để họ rời đi Gia Cát Lượng vốn là cao nhân dịch học thượng thẳng. Một lần trước khi xuất binh, ông đều biết rõ thắng thua đã định. Nhưng đối với các cuộc chiến ắt phải thất bại, ông vẫn hết sức mình diễn nghĩa phần nào thất bại đó. Thuận theo thiên thời là một người thất bại đã dốc hết sức mình để làm nổi bật sự huy hoàng của người thành công. Giả chết ở gò ngũ trượng, một đời hai mệnh bụi hồng cuốn, tái tạo huy hoàng đại đường phong xuất quân chưa thắng người đã chết, anh hùng rơi lệ mãi ngàn năm. Hai câu thơ nổi tiếng của Đỗ Phủ đời đường đầy ngậm ngùi ngàn năm còn nhỏ lệ. Rất nhiều người tu đạo có thuật thi giải, cũng gọi là giả chết. Nghĩa là họ có thể lấy một vật bất kỳ như một chiếc giày, một cây gậy, trúc chẳng hạn. Sau đó dùng thần thông biến hóa nó thành hình tượng của bản thân mình. Bạn bè thân thích cứ ngỡ họ đã chết nên mới đem hình tượng do dễ trúc diễn hóa này đi trôn. Nhưng thừa lúc người thân không để ý, người tu đạo chân chính ấy sẽ lặng lẽ rời đi. Gia Cát Lượng cũng vậy, ông vốn là bậc tu hành đắc đạo, sao có thể mắc bệnh mà chết được? Kỳ thực ông hoàn toàn không mắc bệnh ở gò ngũ trượng mà chỉ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho lần xuất quân kỳ sơn cuối cùng, rồi giả chết để hồi sơn quy ẩn. Từ đó, chốn nhân gian đã mất đi một mưu sĩ có thể Hô mưa gọi gió, nhưng nơi tùng bách xanh tươi kia lại có thêm một ẩn sĩ cao đạo tiếp tục tu hành. Như vậy ra Cát Lượng hành sự thuận theo thiên tượng. Năm 54 tuổi, ông giả chết để thoát thân. Sau đó ẩn tích nơi núi sâu dương gia, tiếp tục tu luyện 25 năm. Hoàn thành sứ mệnh truyền thụ dự ngôn. Sau này ra Cát Lượng thu nhận hai tiểu đồng làm đầu đệ. Ông đã đem hết kỹ năng ra truyền thụ. Một trong những điều mà ông truyền thụ cho hai tiểu đồng là mã tiền khóa, bộ sách dự ngôn do đích thân ra khắc lượng viết, tiết lộ những biến cố sẽ xảy ra từ sau thời Tam Quốc đến ngày nay. Nhị đầu đệ do tâm phàm chưa hết nên không thể tu thành, sau này luân hồi chuyển thế, có đời tu hành, có đời không. Nhưng thẳm sâu trong ký ức ông vẫn luôn luôn nhớ tới mã tiền khóa. Trong bao đời bao kiếp, ông luôn ngẫu nhiên gặp lại bộ sách dự ngôn này. Cho đến giữa những năm đời thanh, mã tiền khóa lại được thủ nguyên hòa thượng nghiên cứu, cũng chính là nhị đồ đệ của Gia Cát Lượng truyền sinh. Đại đồ đệ là người có la lịch, ông từng là trọng thần bá ích của vua đại vũ, cũng từng truyền sinh thành thánh Simon, một trong 12 tông đồ của chúa Giêsu. xu trong một đời vị đại đồ đệ này chính là Gia Cát Kiểu, vừa là cháu ruột lại vừa là con nuôi của Gia Cát Lượng. Về sau Gia Cát Kiểu hy sinh trên chiến trường trong cuộc Nam Trinh. Mấy đời chuyển sinh sau đó, đại đồ đệ đều chuyên tâm tu hành, thăng hoa tầng thứ trong đạo gia. Cho đến chiều tùy thì chuyển sinh thành Lý Thuần Phong. Lên 10 tuổi, Lý Thuần Phong di cư cùng với gia đình, nhân duyên đưa đẩy lại trở thành bạn chơi cùng Lý Thế Dân lúc ấy mới 3 tuổi. Sau đó không lâu, Lý Thuận Phong được một vị đạo sĩ thu làm đồ đệ. Đến năm 16 tuổi, đã cơ bản học thành tài, phụng mệnh phò tá Lý Thế Dân, thống nhất thiên hạ, trở thành Lý Thất Tham Quân của Lý Thế Dân, thực tế là quân sư bí mật. Những ai nghiên cứu mã tiền khóa và thôi bối đồ sẽ phát hiện ra rằng cả hai bộ sách rất giống nhau. Sau khi mã tiền khóa vô cùng ngắn gọn cô đọng thì thôi bố đồ lại là phiên bản mở rộng và khai triển từ mã tiền khóa. Trải qua 400 năm đặt định sau thời Tam Quốc, vào thời kỳ vàng son thời nhà đường, văn hóa sự ngôn cũng đạt đến huy hoàng cực thịnh. Lý Thuần Phong, nhà toán học, dịch học, thiên văn học và văn thiên tượng học. Lý Thuần Phong không chỉ là nhà dịch học nổi tiếng nhất lịch sử Á Đông, ông còn là một trong số ít những nhà thiên văn học danh tiếng, đồng thời là nhà toán học, văn sử học nổi tiếng thời đường. Một Cải tiến hỗn thiên nghi Hỗn thiên nghi là dụng cụ thiên văn dùng để đo sự vận hành của mặt trời, mặt trăng và các vì sao hỗn thiên nghi cổ đại mà chúng ta thấy ngày nay là hỗn thiên nghi vòng tròn có ba lớp đan sen, được xem là cải tiến phát minh của Lý Thuần Phong dựa trên cấu kết hai lớp vòng tròn của Trương Hành. Đây là khí cụ cơ bản và chính xác nhất thời cổ đại để quan trắc thiên tượng. Người cổ đại cho rằng nhật thực là điểm báo chẳng lành đối với thiên tử. Hơn nữa, cũng không ai có thể dự báo được. Nhưng theo ghi chép trong sử sách Lý Thuần Phong từng hiệu chỉnh thành lịch mới rồi tâu lên Thái Tông rằng sắp có nhật thực. Đường Thái Tông tỏ vẻ không vui, nói nếu không có nhật thực, ái khanh, khanh sẽ xử lý thế nào? Lý Thuần Phong thưa, nếu không có nhật thực, thần xin chịu tội chết. Đến ngày dự tính, Thái Tông chờ đợi ở sân cung đình, nhìn không thấy dấu hiệu của nhật thực nào cả. Bèn nói đùa với Lý Thuần Phong rằng, ta cho Khanh về nhà, vĩnh biệt vợ con. Lý Thuần Phong nói, vẫn còn sớm một khắc, tức 15 phút, ông chỉ vào bóng kim của nhật quỹ, khí cụ đo bóng mặt trời và nói: "Đến đây thì nhật thực, quả nhiên nhật thực đúng như lời nói không sai một lì Ngày nay, nếu dùng máy tính phục dựng lại thiên tượng cổ đại kết hợp với khảo chứng sử liệu đã có thể xác định chính xác thời gian nhật thực lúc đó là ngày 3 tháng 9 năm 639 năm chinh quán thứ 13. Đây là lần nhật thực gần như toàn phần quan sát được ở Trường An vào những năm trinh quán. hai Nhà toán học lỗi lạc Lý Thuần Phong chủ trì biên tập, chú giải 10 bộ sách chuyên ngành toán học như Chu Bể Toán Kinh, Cửu Trương Toán Thuật, Hải Đảo Toán Kinh, Thôn Tử Toán Kinh, Ngũ Tào Toán Kinh, vân vân. Sau khi được ông diễn giải chi tiết, các kinh điển toán học cổ đại thâm sâu, mô mơ, khó hiểu đã trở nên dễ học dễ hiểu. Sau đó đã trở thành giáo trình của Viện Toán học của Quốc Tử Giám đời đường. Những bộ kinh điển toán học do Lý Thuần Phong chú giải có ảnh hưởng lớn đến đương thời và hậu thế. Tiến sĩ Joseph Nepham, học giả nước Anh đã ca ngợi ông là nhà trước tác, chú thích toán học vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử Trung Quốc. Ba Chuyên gia văn sử học tu sửa sử sách luôn được coi là thành tiệu lớn nhất của các văn nhân thời cổ đại triều đại đường thái tông đã tu sửa hiệu đính và biên soạn một tượng sử sách rất lớn lý thuần phong cũng tham gia vào đại sự này ông chỉnh lý viết cuốn thiên văn trí và tấn thư trong ngũ đại sử và viết luật lịch trí ngũ hành trí đồng thời tham gia biên soạn phần thiên văn của lương thư trần thư bắc tề thư chu thư tùy thư. 4. Tác phẩm chuyên ngành thiên văn học và dịch học Ất tị chiêm sách Ất tị chiêm của Lý Thuần Phong lưu truyền đến nay là một tước tác chuyên ngành dịch học và thiên văn học cổ đại. Sách miêu tả chi tiết kết cấu của hỗn nghi thiên, đồng thời còn tính toán chính xác chỉ số vận hành tương đối so với trái đất. Như mặt trời chuyển động nhanh hơn vào mùa đông và chậm đi vào mùa hè, công trình của ông sớm hơn nhà thiên văn học nổi tiếng tăng nhất hạnh cũng nhờ cuốn sách mà lần đầu tiên người ta xác định được cấp gió một lượng lớn nội dung về chiêm tinh bói toán âm dương dự toán học của tất tỵ chiêm từng bị thời cận đại coi là cặn bã kỳ thực đó chính là một trong những tinh hoa của văn hóa thần truyền chính nhờ những giá trị tinh túy này lý thuần phong đã tính toán chính xác thời khắc nhật thực xuất hiện ông cũng nghiên cứu đặt ra lịch pháp và dự đoán tương lai sự chuẩn xác văn hóa thiên tượng là đỉnh cao mở đường cho văn hóa dự ngôn. Nếu như mọi thành tựu khoa học của Newton là để mở đường cho ông nghiên cứu thần học sau này, thì cảnh giới học thuật của Lý Thuần Phong cũng là để trải thảm cho kiệt tác dự ngôn, thôi bối đổ. Dự ngôn trong thôi bối đổ đã chỉ rõ về các biến động lịch sử và sự thay chiều đổi đại, lại được kiểm nghiệm chứng thực qua hàng ngàn năm nó chính xác đến mức khiến người thống trị của các triều đại đều e rè sợ hãi do đó mà liệt vào sách cấm hãy thử tưởng tượng có những đế vương phải trải qua muôn vàn gian nan khổ cực mới lên ngôi hoàng đế nhưng người báo ngự chưa lâu thì đã có người thấy trước triều đại của mình sẽ kết thúc như thế nào rồi cảm giác đó như thế nào thiên hạ còn có nỗi sợ nào ám ảnh hơn việc này chính vì thế mà bộ sách tiên tri thôi bối đồ đã bị các đế vương tìm cách tiêu hủy lại do tham vọng làm hoàng đế nhiều kẻ có ý phản nghịch đều có cùng suy nghĩ làm vua thay phiên nhau năm tới đến lượt ta có người ngày nào cũng đối chiếu của sách này quan tâm xem lúc nào mình có thể làm hoàng đế vì vậy thôi bối đồ càng cấm thì lưu truyền lại càng rộng rãi thời bắc tống cuốn sách được lưu truyền đến mức nhà nào cũng có cuốn Thỉnh sử của nhà sử học đời Nam Tống là Nhạc Kha, cháu nội của Nhạc Phi đã ghi chép câu chuyện Thôi Bối Đồ bị Triệu Đình làm giả như sau: Khi Thái Tổ cấm sách sấm, trong dân gian vẫn còn cất giữ rất nhiều, không thể cấm được. Triệu Phổ dâng tấu rằng người cất giữ Thôi Bối Đồ quá nhiều, người bị kết tội và bị vạ lây cũng quá nhiều. Thái Tổ nói: "Không cần phải cấm đoán, chỉ cần làm sách giả trộn lẫn vào là được rồi." Thế là Thái tổ hạ lệnh đem sách gốc thôi Bố đồ ra, trừ những chỗ đã ứng nghiệm thì đảo lộn trật tự các tượng, các phần sau đó chế tác ra trăm bộ sách giả đem ra lưu truyền. Sau đó, mọi người không biết đâu là bản thật nữa, cũng có người xem sách thôi bố đồ thấy không còn linh nghiệm nên không cất giữ nữa. Sách thôi bố đồ lưu truyền rộng rãi nhất hiện nay chính là sách mà Kim Thánh Thán của Hoàng Thất Nhà Thanh Bình Chú, đó cũng là cuốn đảo lộn gần với sách thật nhất nếu có thể quy chính lại trật tự thì có thể thấy được những dự ngôn cho hiện tại và tương lai. nhưng chỉ sau khi những sự kiện ứng với dự ngôn này, mọi người mới có thể đọc hiểu được dự ngôn trong sách. cũng có nghĩa là quy chính trật tự có thể là ra các dự mà thôi. ai có thể quy chính trước sự việc xảy ra được đây? cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi video này nếu các bạn cảm thấy nội dung của video mang lại ý nghĩa và giá trị cho mình thì xin hãy like và chia sẻ nó với bạn bè và người thân của các bạn đồng thời đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo